lửa ấm biết minh nghi ngờ thủy với khánh tiểu tam ngọc bày kế để thủy bị thụ oan quý vị khán thính giả thân mến sự xào trá quỷ quyệt mưu mô của tiểu tam ngọc phải nói là đẳng cấp khi mà tiểu tam ngọc đã qua mặt được hết cả gia đình nhà minh trừ mai anh ra chắc chắn mai anh cũng sẽ không để yên để cho ngọc làm hại thủy chỉ có điều là mai anh dù có cao tay đến đâu thì cũng khó mà đấu lại với tiểu tam ngọc được phải có sự hợp tác giữa Mai Anh và Thủy. Có thể nói mọi lợi thế đang nghiêng hẳn về phía Ngọc kể từ khi Ngọc đưa bé Chip ra làm mồi nhử để Minh ngày càng quan tâm gần gũi mình hơn. Bước đầu tiên à ta đã để Minh ngồi lên giường của mình, không biết tiếp theo sau nữa Minh sẽ làm gì ở trên cái giường đó. Điều mà khán giả đang hết sức quan tâm đó chính là mối quan hệ giữa bác sĩ Khánh và Ngọc, hai người có mối quan hệ gì và họ đã giao kèo với nhau những gì mà bác sĩ khánh lại ra sức ủng hộ giúp đỡ ngọc như vậy thậm chí đến bây giờ những biểu hiện mà bác sĩ khánh dành cho thủy cũng khiến khán giả hết sức lo lắng bởi anh hết sức quan tâm lo lắng cho thủy sự quan tâm lo lắng của bác sĩ khánh dành cho thủy đó có phải là sự chân thành mà anh dành cho thủy không hay vẫn nằm trong kế hoạch của ngọc người mà khán giả dành sự quan tâm lo lắng cho nhiều nhất lúc này chính là bác sĩ thủy trong tập vừa lên sóng quý vị và các bạn đã hiểu hơn về những diễn biến tâm lý của các nhân vật càng được đẩy lên cao trào nhất là việc thủy đã được mai anh mách lèo về việc ngọc lấy bé chip ra lừa minh và bà mai đó là con của minh và ngọc nếu quý vị nào theo dõi ngay từ những tập đầu tiên có thể thấy càng về những tập sau này phim sẽ càng hay hơn rất nhiều thực ra những tập đầu tiên không hẳn là tẻ nhạt khó xem mà sự lôi cuốn ở các tình tiết chỉ gói gọn về công việc của các nhân vật chính vì thế chưa thực sự cuốn hút khán giả, kể cả nhân vật diễm dùng đủ chiêu trò để quyến rũ Minh. Bắt đầu từ khi Ngọc về nước làm tại bệnh viện của Thủy, lúc đó mọi chuyện đã bắt đầu dối tung lên do Ngọc đã dùng mọi chiêu trò để chia rẽ gia đình Thủy. Theo kế hoạch đầu tiên, Ngọc đi bơi thuyền ở hồ nơi Minh hay ra chạy tập thể dục quanh đó và giả vờ ngã xuống nước. Ngọc còn hô người cứu mình khi nhìn thấy Minh là một người sĩ quan phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Đâu còn ai giỏi hơn Minh để làm việc đó. Minh bơi thật nhanh ra cứu và đưa Ngọc lên bờ, thậm chí còn hô hấp nhân tạo cho cô ta mà chưa hề nhận ra đó là Ngọc. Chỉ khi Ngọc mở mắt ra, Minh mới bất ngờ vì không ai ngờ Minh vừa cứu mạng người yêu cũ. Một sự tình cờ đầy dễ bất ngờ, Minh không hề nghi ngờ đó là kế hoạch của Ngọc, mà trong tập gần đây đã bị thủy vạch mặt vì Ngọc là người bơi cực kỳ giỏi. Sau khi đã sắp đặt xong kế hoạch gặp lại tình cũ, Ngọc bắt đầu dùng chiêu bài gian dối cùng với nước mắt để tiếp cận bà Mai. Ngọc thậm chí còn lôi mẹ mình ra để làm bình phong che đậy cho việc Ngọc rời bỏ Minh chạy theo tình mới và bào tội lỗi Ngọc đổ hết lên đầu thủy để vừa lấy được tình thương của bà Mai vừa làm cho bà Mai ác cảm với cô con dâu của mình. Nếu chỉ có vậy thôi thì chưa đủ nói lên tội ác của Ngọc do vô tình biết được câu chuyện giữa bà cô của Long, người yêu cũ của Thủy về chuyện hiểu lầm Quang là con của Long và Thủy. Chính vì vậy, Ngọc đã tương kế tự kế, mang câu chuyện đó nói cho bà Mai biết thậm chí còn bày cách xét nghiệm ADN xem Quang có phải là cháu bà Mai không. Chuyện này đã làm cho Thủy tức nghẹn cổ mà không biết nên làm như thế nào. Có được tình cảm thân thiết của bà Mai, Ngọc bắt đầu quay sang cậu con trai duy nhất của Minh và Thủy. Điều bị ổi nhất Ngọc làm là cố tình làm cho Thủy xấu xa và không ra gì trong mắt con trai mình. Sự nham hiểm của một người đàn bà tham lam không từ thủ đoạn đã làm cho Ngọc mở mắt mà quên đi tình yêu đã từng có với Minh, quên đi tình nghĩa bao nhiêu năm của Minh với Thủy. Có lẽ, kẻ như Ngọc trên đời này cũng không có nhiều, và cũng may là như vậy, nếu không sẽ có rất nhiều gia đình rơi vào cảnh tàn đàn xẻ nghé, vợ mất chồng con mất mẹ. Nếu như ông trời có mắt, Ngọc sẽ phải gánh chịu những quả báo mình đã gây ra. Trong tập vừa lên sóng tối nay, chuyện liên quan đến Ngọc chính là câu chuyện của cô em chồng Mai Anh và Thủy. Là một người con gái vô cùng thẳng thắn và sống có trên có dưới, có tình cảm cũng như biết nhìn nhận đúng sai. Mai Anh là người đã nhận ra Ngọc là một kẻ không ra gì khi đang lấy lòng mẹ, anh trai và cháu mình, rồi gây ra mâu thuẫn giữa những người đó với Thủy. Không thể bàng quang đứng ngoài chuyện mai anh đã đến tận nhà ngọc và dằn mặt kẻ tiểu tam đáng ghét nhưng cũng vì lý do này mà ngọc kéo minh đến tận nhà bày trò mỹ nhân kế suýt nữa thì minh mềm lòng ngã vào vòng tay của à hồ ly khi biết được câu chuyện về con của ngọc là chip liên quan đến minh mai anh không thể để yên nên đã gọi điện thoại cho chị dâu mách về chuyện đó đúng lúc này thủy đang có mặt ở bệnh viện thì mai anh gọi khi đó mai anh nói với giọng e rè khi bật mí với chị dâu nhưng cũng rất bức xúc với tiểu tam ngọc em có một chuyện muốn nói với chị nhưng mà chị hứa là phải bình tĩnh nha. Hình như mụ ngọc đang dở cho gì đó chị. Em nói để chị đề phòng chứ mụ ta xảo quyệt lắm đó. Thủy nghe Mai Anh nói vậy liền hỏi dồn Cô ta định dở cho gì? Em nói đi. Mai Anh tiếp lời. Thì mụ ta đang lừa mẹ và anh Minh chuyện con cái đó chị. Thủy một lần nữa giật mình. Hỏi Mai Anh chuyện con cái là thế nào? Khi đó Mai Anh nói luôn bà ta bịa ra chuyện con chip là con của anh minh nghe may anh nói xong thủy đơ người mà không biết nói gì thêm những diễn biến này đã cho thấy ngọc đã và đang dần đạt được mục đích của mình khi lôi con bài cuối cùng là chip ra để gây mâu thuẫn chia rẽ gia đình minh thủy và mong muốn kéo minh về bên mình chưa dừng lại ở đó ngọc còn tiếp tục dùng khánh làm mồi nhử thủy để gây nghi ngờ cho mình khi thấy khánh ân cần chăm sóc thủy Ngọc Biết Khánh dành rất nhiều sự quan tâm cho Thủy, nên đã nói Khánh quan tâm hơn đến Thủy và xui minh đến chỗ Thủy làm, dạng như bắt quả tang hai người giấu giếm hẹn hò. Việc này xảy ra ngay tại bệnh viện nơi Khánh và Thủy đang trực. Khánh mang cơm đến thì Thủy hỏi, anh cũng chưa về à? Thì Khánh nói, anh chưa. Và mua một ít đồ ăn chúng ta cùng ăn luôn. Vừa ăn vừa bàn thêm chút chuyện. Dân y nhà mình là luôn mắc bệnh tranh thủ mà. Khi Khánh đang đưa cho Thủy hộp cơm với một sự ân cần đặc biệt thì Minh bước vào, khiến cả ba cùng bối rối. Minh nói xin lỗi tôi có làm phiền hai người không? Thủy liền giới thiệu, đây là anh Minh chồng em. Nghe vậy, Khánh sững người, bối rối, giơ tay ra bắt tay Minh. Chào anh, tôi là đồng nghiệp của Thủy. Nói xong, Khánh ra ngoài để hai vợ chồng nói chuyện. Cũng trong tập này có phân cảnh Minh đến nhà em gái tâm sự về chuyện liên quan đến tiểu Tam Ngọc. Tại đây Mai anh đã nói với Minh em biết thừa hai vẫn còn rất yêu bà ngọc nên hai mới khổ sở như vậy nhưng mà hai phải giải quyết rứt điểm đi chứ hai cứ như vậy là mọi người đều khổ minh nghe mai anh nói liền trách em gái mình anh nói rồi anh có bảo em thêm dầu vào lửa nữa đâu mai anh nghe anh trai trách liền đốp chát lại luôn chuyện dập lửa là nghề của anh hai mà minh tiếp tục giọng vô cùng thống thiết khổ sở lửa nào thì được nhưng mà cái lửa này anh không có dập được mai anh liền nói thêm vào đó Hai không có dập được nên em mới giúp hai, mà em nói luôn rồi đấy nha, bà Ngọc có thể kéo hai và mẹ về phe bà Ngọc, chứ riêng em là em ở phe chị Thủy đó. Khán giả sẽ rất lấy là làm vui mừng và ủng hộ bà cô bên chồng này, có khán giả nói từ xưa đến nay cứ xem phim có em chồng là y như rằng biết ngay là sẽ không ra gì, bao giờ cũng về phe mẹ và anh trai, coi chị dâu không ra gì, thế nên người đời mới có câu giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng xem bộ phim lửa ấm khán giả đã dành rất nhiều tình cảm cho cô em chồng của thủy rất nhiều chính mai anh khiến khán giả cảm thấy vô cùng thích thú bởi trước đó với những chiêu bài của mình mai anh đã khiến cho diễm kẻ tìm mọi cách để có được minh cũng phải hồn bay phách lạc chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra với thủy minh và ngọc và mai anh đã quyên quyết như vậy thì mai anh sẽ làm gì để trừng trị tiểu tam này mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem Lửa ấm phát sóng lúc 21 giờ từ thứ hai đến thứ sáu trên kênh VTV1. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký kênh Tin tức 24 giờ TV để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và cung cấp những thông tin nổi bật nhất. Quý vị hãy nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.